cho anh em. Này, sao hôm nay mặt lại lạnh lùng như con thạch sùng với xoáy ca đồ tể thế kia? Thôi đi, chị đừng có mà kéo em nữa. Em cũng trả lại điện thoại cho chủ rồi. Trời ơi, đời thiếu gì trai mà phải đâm đầu vào thể loại tù tội chứ cho mất khổ. Em cho anh hiểu đi anh. Chị nói là gì đó? Mà sao suốt ngày em bên cha đó vậy? Chị, em chào anh. Trời ơi, bước chân lặng thầm. Em chị có về rồi à? Em chào anh Đạo Hoàng. Hôm nay em không đi làm à? Thì lâu lâu cả nhà em yêu. Phải tưởng cho bản thân mình.